Xin chào quý khán giả, Từ Siêu đang có mặt tại cảng quốc tế An Thới, thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thì hiện tại là mình thấy cũng có khá nhiều khách du lịch, rồi cano neo đậu nè. Bên đây là mấy chiếc xuồng gắn máy đi ra bè đó, chở người ra bè, chở khách đi tham quan. Bên đây là khu cano. Cano này chuyên chở khách đi ra ngoài đảo du lịch. Bên đó là nhà bán vé, nhà chờ cho khách. Ở bên đây cũng có mấy chiếc cano nữa nè, nhiều lắm. Bên đó thì khách đang xuống cano đi ra đảo. Anh này đang lấy mấy cái đồ tươi sống lên nè. Bây giờ mình xem nha. Mấy đồ tươi sống này bán cho khách du lịch ăn á. Này là ghẹ. Ghẹ ba mắt. Ở phía bên đó là cảng cá đó. Đầy dữ lắm. Ngoài đó là mấy cái bè để nuôi cá đó. Đây là thấy con lô chạy ngoài kìa. Ở đây Từ Siêu thấy là đang lên cá để đem ra nhà hàng bán nè. Cá từ ở trong bè nuôi á. Cá nhám. Nhám nhất ha. Cho bà không bắt luôn á. Đây cá múng. Ồ. Quá đã. Giờ tới giờ đậu anh. Tôm bù ni. Thoải mái đâu có bắt máy. Đậy lại. Đó là tôm này tôm nhất nha. Để nước cá vô là để cho oxy nó nóng nước đó nha. Nó còn nó không. Ồ, cá chim. Chim nhất nè, chim nhất nè. Đó, chim nhất. Rồi cá này cá gì cô? Cá chim, cá sủ. Cá sủ ha. Dạ. Cá chim đi cá sủ.
chiếc này là 1 tỷ mấy một chiếc, chạy hai máy. Chỗ ngồi của anh thuyền trưởng đó. Hai máy Yamaha. Ghẹ nha. Ghẹ ba sọc. Bây giờ đẩy sọc ốc vô đây đi, đẩy ghẹ vô. Đổ ghẹ. Nhiêu vậy cô? Bán lẻ á? 350 ha. Hả? Vậy nhất. Okay. Đây là ốc nè, ốc giác. Bự quá. Đó, hai con súng. Hai con số bự quá. Bớt nước ra con. Một ký nghe nói là 2,5 triệu hay vậy. Bên cho nó đi. Quá bự. Xuống nhất. Thả vô cho vậy. Hả? Cái gì? Còn đây rồi. Nó đâu. Được rồi. Dài hơn gan. Chiếc này mình thấy là chở hai khách Tây đi ra đảo như nè. Khách du lịch nhiều nước lắm. Đây là chiếc du thuyền hai thân có cánh bòm luôn. Hai thân này là hai mái hai bên nha. Sarita. Khi nào chạy nó sẽ căng bòm lên. Mấy ghe con mực nhỏ nhỏ. Chị này chở khách ở ngoài bè đi vô nè. Mỗi lần ra vô là 20-30 ngàn. Mỗi vùng đều có cái đặc biệt riêng. Chèn vô. Cơm cụ 10 ngàn đây. Cơm cụ đây. Cơm cụ đây bà con cô bán ơi. Vậy? Chạy tốc độ dữ lắm. Đơn giản vậy đó quý vị ơi, mấy trăm triệu một chiếc á.
mấy mẫu cano này nhìn đẹp, tốc độ ha. Thường là cho khách đi tham quan đảo, lặn ngắm san hô. Hai chiếc bên đây đang chạy tốc độ ra nè. Tốc độ chạy nhanh quá nhanh. Hai máy. Chiếc ghe đua theo luôn mọi người, khó luôn. Máy quay thì zoom có giới hạn ha. Zoom sát quá nó bể hình nha quý vị. Thôi không đã. Đây nữa nè. Một máy à. Quá cá. Mua chạy máy D nhá. Mực cá đậm. Hai mét mấy bề ngang. Lấy cần. Chiếc xuồng này chở thẩm gặp sóng hay đuối. Máy ngoài thấy gì cũng nguy hiểm lắm á nha, sóng kéo quá nhiều khi á là có chuyện. Ồ, thấy không? Chạy dữ lắm. Một máy. Phía sau chiếc ở đây. Oh. Wow. Một máy à. Cái chiếc hai máy chạy mới ghê. Thank you.
kênh của mình thì đa số là về bên biển. Thì có gì hay hay thì mình sẽ quay lại cho quý vị xem để mà giải trí rồi học hỏi được kinh nghiệm gì đó. Ngoài đó thì mấy chiếc tàu kiểm ngư Việt Nam đang neo nhiều lắm. Hôm nay mình quay đến đây thôi nha, có gì hay thì mình sẽ quay nữa. Quý vị đến Phú Quốc phải đến cảng An Thế nha, đó là điều tất nhiên, phải đến đây để mà xem tận mắt. Rồi bye bye nha, hẹn gặp lại nha, quay đến đây thôi, trên đó là cáp treo đó.